Som sva kom makan kam vithi update today. Sathan Consul Chan nơi phù mía rong ca vie pra ha đòi ông pơ phía vẹ cam. Protection ban chanh thkal tố kal pít ngay chan tì mò phay mùi khai tổ lá. Trong buộc, ca vie pra ha lơ Sathan Consul đọc bạc luôn nơi tì krong Mandalay nâng ban chung rôn oi anh nhá thô mì chan má khất khom prang prang đâm bay chắp khluôn chôn lờ mơ mô kạch tổ. Protect mì chan má ban thất nông phiếp cho la chó chắp tăng pì khai cùng phẹt chanam pì bòn mò phay mùi nơi bê đài dô thiếp ban thua rọt pra ha nâng ban bẩn đánh ra thà phì bà xì vơ chọp chanout rô bò lục srei ông San Suu Kyi đòi bẩn chọp liêm liêm nơi côl nơi dụ bài rô bò protect ní chpua tờ rôk lật thị pra chia thập bà tay bình linh. Đói lạc ổng bạc thật vệ hẹt ổng bơ phía rẻ vẻ cắm lưu Sathan Consul chân kàl phí sạp bạc đà môn. Bắn tỏ bì miên ca càn lạng nây ả răm bạc chăng chân, nơi lơ bạc bọn sắp xài sông cốm khăn nông bạc tế mì chân má. Bắn tỏ bì xâm biết thamay rạc bạc chân lưu krom ủ tiếm, aoi bắn chốp ca bạc dụt rạc bạc bùa kế bạc chăng nâng rạc bọc dù thịa. Nè nông biệt luộc linh chiến bàn bạp xa nở sất xa rạp bò rà miền thà. Cả bằng phụ tù nơ mau ông bàm lửa nghiệt ngay sọc xa bà đà môn mân bẩn đào ở miền nè xa lạp tế. Bàn tay bàn bằng plan phân nay khlạc nây bạc đề viên Sathan Consul. Luộc linh nị dây thà bà tế chân bàn đạo vị thiên đọt ngôn thung ngó chi mùi ảnh nhà thô khăn ông bà tế mì dân má. Đại ông biêu bình yêu ở miền ca sợp ông kết mọt chọt đàm bay đạ tòa nà căm giang thung ngôn thung ngó tới lơ chôn lơ mưa tám chợ bạp. Luộc bàn thaym thà nì bê thamay thamay ní Sathan Consul chân bàn chanh cả đá tướng đò bà chìa bà rốt. A chi bà có nâng krom hôn chân tàng ọc khăn ông bà tế mì dân má trời bà rộng bà giắt nâng tam đàn chi chăm bách trong bút thà nà phiếp xoan thệ sọc. Đại lạc nè nông bì ở rốt thà phì bà dô thịa phù mía mần ách rô ca ạ thị bài bàn tì. Xong biệt rộng bạc chân xâm rạp cổng ủ tiêm ai bình chốp ca bạc dụt rộng bạc bụ kế bạn bằng co ai miên ca sang say khăn ông chồng nóng bạc chi chân khăn ông bạc tế mì dân mạ thà. Bạc tế chân cầm bông con trô rộng bọc dụ thiết đòi thơ ai miên ca khoanh cùng nứt khăn bằng thaym tiết nấy nẹ đai bạc chăng nâng ca cổng cổng đòi dụ thiết. Xong bánh chạy thác đầm nào tạc sản ác cách cao bị khai xây hát rồi bỏ rọt bằng trái cả bỏ rợt tế chân lộc hoàng dí đầm bay chuộp chi mùi nâng bỏ mốc rồi bỏ dù thiềm mì dân má lộc mình ổng lắng. Có trời bàn nẻ rì con mùi chống nuôn mơ khởi thác. Chia ca dù prom chống bố rọt thác phị bà dù thiết đại công phong miên chống lùa. Sẽ cả một chôn mùi chống nuôn nơi khăn nông bỏ chi chết ác dí ác nê mùi ní. Bàn xâm đánh ca khó chất chống bố chống hô rồi bỏ chân đòi bàn hào thác. Chia rộ băng đo sống khắn, xâm rạp ca to su đàm bay lật thị pro chia thập bà tay. Australia tình mì xí lực đo thẩm nợp bấm phót rộ bác xã hạ rạt Amerik nông đồng lây bảo mán buôn kỳ biếp rằm pi bòn liên đô la Amerik đàm bay tục tôl ổng nạch dù thịa chân. Prote Australia bàn bảo ca nơi thức ngay ổng kia tì mò phây pi khai tốt la chân năm pi bòn mò phây buôn ní. Pi ca tình ảm vụt pi xã hạ rạt Amerik tạm cách bòm priêng đồng lây buôn kỳ biếp rằm pi bòn liên đô la xã hạ rạt Amerik. Nông ca bấm pe ảm vụt đo con tọp trường tực rộ bạc luôn. Chi mùi nâng cầm chú rôi rồi dẹ chồng ngay mật chúm nâng rồi dẹ chồng ngay chứng ngay rộ bạc xã hạ rạt Amerik. Nông pe miền phiếp tàn tăng phần này nử dụ bài càn láng giang chạp rõ hát nâng đồng bòn Asia Pacific bị xe mô hạ âm nạ chân. Cách prom priêng trời bàn xa tố đòi tì cờ rộng Canberra thà chìa bà tạc cả đo sầm khăn mũi. Nông ca bùng rừng ca ca biệt đàn tực rộng bà Australia làng vĩnh sợp tàm dù tạc sạc thầm mấy đàm bay rì ràng dù tạc sạc bằng khách bằng khom rộng bà chân nơi nông đồng bòn. Chia mùi khi nền ní Australia bà nị dây thác luôn nâng trong nay bà bàm phi bòn liên đô la Australia rưu xma nâng buôn kì bìa bàm phi bòn liên đô la Amerik đàm bay tinh cầm chuột S-M-6 đắc tàm nì vi chồng băng đè ách vi bà hà dùn hóa. Nâng cầm chuột SM2 Block 3C rồi dạy trong ngày bật chống pra xâm rạp về bà hát cổ đại cầm phương thông. Rất mạnh trái cổ xuống cao bà rợt tế Australia, lột Pat Conroy đã cầm phương bằng bánh tác sản cách nơi tì cổ rộng bà xin táo bà nị dây thà. Australia bà cho mục nâng bà rì dạ cả dù tật sạc phô mơ sạc đó xa mọc xa mạnh bằng phót chạp tăng bì xong kriêm lược tì bì. Lúc này dây thà cầm chuột trên một kê rộp bọc bị phục lúc nâng rẽ xa xa vật thập hiếp bởi chí chân Australia. Rìa riêng xa trời nà mũi nâng ca bìa phòl bởi dạo chiết rộp bọc Australia nông dục xa mai mì xìl. Rốt thà phì bác Australia bà này dây thà cầm chuột nâng trời đạp bùng rìa chìa bẩn đá nơi lơ nìa viên bị khiết hồ bát class tiếng bay rộp bọc Australia nâng nìa viên chấm băng bởi trang nìa viên một tập xanh tiệt. Các bì khai mê xa Australia bàn bằng hàng cho tật xa ca bì chiết đại cực cú bì
ពីការកានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ខ្លួនចំពោះសត្រូវដែលរំខានដល់ពាណិជ្ជកម្មឬការពារការចូលទៅកាន់ផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវសមុទ្រសំខាន់ៗ ក្រៅពីការអភិវឌ្ឍកងនាវារបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សអូស្ត្រាលីក្រុងនឹងដាក់ពង្រាយនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបំបាំងកាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដែលគេស្គាល់ថាជា អូកុសផងដែរលោកលួងគួងបានក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម សភាជាតិវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021បានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកលួងគួងជាប្រធានាធិបតីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រការតែងតាំងលោកលួងគួងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកទូឡាំបានសម្រេចចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីដើម្បីទុកតំណែងនេះឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហើយរូបលោកបន្តកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម មុនពេលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីលោកគួងអាយុ67ឆ្នាំមានឋានន្តរៈជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4នឹងបានកាន់តួនាទីជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋានបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយឡែកលោកធូឡាំដែលមានអាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការថ្មីកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះបូកបន្ថែមពីលើតំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះ ក្រោយមរណភាពរបស់លោកវៀនពូត្រុងសូមបញ្ជាក់ថាលោកលួងគួងអាយុ65ឆ្នាំមានដើមកំណើតមកពីខេត្តពូទូនៃភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមលោកជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមការិយាល័យនយោបាយនិងជាលេខាធិការដ្ឋាននៃបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោកបានចូលបម្រើការក្នុងជួរកងទ័ពវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1៩៧៥មុននឹងក្លាយជានាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយក្នុងឆ្នាំ2016 នឹងក្លាយជានាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយក្នុងឆ្នាំ2016នៅខែមករាឆ្នាំ2019លោកត្រូវបានដំឡើងតំណែងជានាយឧត្តមសេនីយ៍ដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាបុគ្គលទី15ដែលបានកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរកងទ័ពវៀតណាមលោកលួងគួងត្រូវបានតែងតាំងដោយការិយាល័យនយោបាយជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ដើម្បីជំនួសលោកស្រីត្រួងថៃមី គូបញ្ជាក់ថាលោកលួងគួងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមសម្រាប់អាណត្តិពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2640លោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ140ពី នឹងប្រធានរដ្ឋសភាសូមអគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្មវិធី Update Today